Di Đỗ thân ái kính chào quý vị. Hôm nay Di Đỗ đến huyện Dương Minh Châu. Bây giờ thì khoảng chừng 18:30 tức là 6:30 tối rồi, chiều rồi. Hôm nay là ngày 11 tháng 12. Di Đỗ đi tìm một nơi trọ. Thì nơi trọ Di Đỗ đã tìm được xong rồi. Bây giờ Di Đỗ tìm nơi để dùng buổi tối. Rất may mắn Di Đỗ được gặp quán của chú đây. Đây là đối diện với lại trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu. Thì quán cơm đây là quán cơm Thủy Tiên ha. Sáng cơm tắm, cơm trưa phần nè, chiều bia đông lạnh nè. Và được cô chú cho phép Di Đỗ ghi hình lại. Bây giờ Di Đỗ ghi hình lại quán cơm này để cho quý vị biết. Để mai sau bạn bè của Di Đỗ hay là những người mà thích đi phượt thì có dịp lên kênh của Vlog Di Đỗ để xem. Thì quý vị thứ nhất là chúng ta biết đoạn đường nó đi đâu đến đâu và đến khi nào có những quán ăn chúng ta cần thiết để chúng ta lót bụng ha. Bây giờ đây là anh đầu bếp, nghe nói anh là người Mã Lai. Xin lỗi, anh biết tiếng Việt không ạ? Anh biết tiếng Việt không? Biết không? Anh ta là người Hoa, người Mã Lai gốc Hoa, anh ta không biết tiếng Việt. Mà hôm nay rất hân hạnh Di Đỗ vào quán này thì được đầu bếp là người Mã Lai ha, Malaysia. Anh đang ngồi làm đồ ăn này quý vị. Đó, anh đang làm và khổ qua ha. Cũng hay, ở đây thì gia đình này có những người con lấy được người chồng là người Malaysia mà là những người đầu bếp nữa. Đây là gian bếp đây. Mọi người đang làm thức ăn ha. Rồi từ theo ngồi làm cái gì? Cái này mình làm cho đãi đêm nay cho khách là làm luôn chừng sáng mai hả chị? Dạ không có. Sáng mai á là ăn cái gì là sáng em làm. Nói chung là như anh chị lại ăn nói gì em nấu chứ em không có để là để rồi sẵn. Còn cái này bây giờ mình làm cái này làm là lát nhậu rồi nhậu. Bán ngồi nhậu. Dạ. Cái này bằng phá lấu. Cái này là phá lấu. Ruột heo phá lấu. Tại vì sợ là để ăn qua đêm á đau bụng nhiều người ta bắn ế cái ta để lại cái hâm tới hâm lui á. Chị đầu bếp đây là con của gia đình đó hả? Dạ. Em cái người chính đó là anh rể. Anh rể. Ảnh cái này làm đồ bếp ở bên nước dừa. Cái này làm bằng nước dừa khô, nước dừa rát. Còn chị đây là mẹ. Mẹ chung hết luôn. Gia đình rất là triển vọng, mấy bạn triển vọng ở chỗ nào? Ở chỗ là có những nhân công lao động là người thân gia đình mà rất trẻ, rất đẹp và một khi còn trẻ thì sức khỏe còn tốt và có tương lai hơn. Dạ. Xin lỗi em kêu chị là thứ mấy à? Hay là kêu sáu đi. Chị sáu. Dạ. Ở đây là ổng là cũng sáu là sáu bạch. Tại vì ổng làm ở ấp này toàn tôi bên phụ nữ. Dạ. Ở bên mặt trận. Dạ. Thử ra ở đây ai cũng biết lớn nhỏ gì biết hết. Dạ. Nấu cái này đôi khi cũng sợ nhiều người đói cái phiền nó hơi lâu. Mà mình nấu như vậy nó đảm bảo cái. Tại vì đi ăn nhiều chỗ đừng giật mình về á là cái người người ta nấu kiểu sợ ta bán không ăn nhiều á em cũng biết rồi em sợ cho nên nếu mà mở thì mình phải dậy. Tại vì mình em cũng hay đi làm từ thiện đó rồi giờ vừa đây vừa bệnh viện em bán nói chung là giá là vừa nói chung mình khỏi đi từ thiện mình vừa bán vừa từ thiện thôi. Cái kênh của tôi á là ẩm thực trải nghiệm và du lịch. Dạ. Nhưng mà kênh của tôi cũng làm từ thiện nữa. Dạ. Thì từ thiện của tôi rất có nhiều cách. Thứ nhất là tôi tham gia để chia sẻ những cái kênh từ thiện. Dạ, thứ hai, việc gì mà tôi có thể giúp được mà khả năng tôi làm được tôi cũng làm. Thứ ba là mình chia sẻ lên thế giới, cộng đồng người Việt mình hay là những người thân nào đó hồi đó họ muốn giúp ai đó thì họ cũng nhờ tôi để liên hệ để giúp cho người ta. Tôi mới khai trương ngày hôm qua. Dạ. Như vậy thì may mắn quá em chia sẻ cái kênh của chị cho mọi người luôn nha. Dạ. Thì chị đừng có ngại, em chia sẻ nhiều lắm chứ không phải riêng quán của chị. Tại sao? Tại vì nhiều lúc người ta nói, ồ tại sao quảng cáo mà không lấy tiền? Tại vì em đâu phải kinh doanh đâu. Trải nghiệm du lịch và ẩm thực đó là nghề của em. Em đi em chia sẻ là đó cũng là sở thích. Đó.
Thì để em chia sẻ cho chị, thì kênh em cũng có phim để làm. Lấy ha. Một tổ lại, rồi. Khách muốn gì ăn gì ghi vô giùm em. Ở đây đây cũng có mấy ngày rằm mùng 1. Dạ. Là đi làm từ thiện theo bệnh viện, lại như vô mì xào hay là này kia vô bọc. Mình dạ. lần 200-300 bọc đem từ thiện những cái bệnh viện ngoài thành phố Tây Ninh. Dạ. Chị có thể nói địa chỉ ở đây đi. Ở đây là, nói ngay chủ quán hay nói ngay nhà? Nói tại đây. Chỗ này là khu phố 3, thị trấn Dương Minh Châu. Dạ. Ủa bà Hà đó rồi. À, quán chị tên gì? Thủy Tiên. Quán Thủy Tiên. À, đối diện với lại gì? Bệnh viện Dương Minh Châu. Đối diện bệnh viện Dương Minh Châu. Dạ. Thôi các bạn ơi, nếu các bạn hay là mọi người có một cái chuyến trải nghiệm đến khu vực huyện Dương Minh Châu hay là bờ hồ Dầu Tiến cũng giống như Duy ha, thì quý vị chọn hướng đi và chọn địa điểm để cho mình dùng bữa thì cũng dễ ha. Giống như Duy hồi nãy, Duy cũng phải đi tìm đó quý vị. Nhưng mà bây giờ Duy mà được như mọi người, mà có một người chia sẻ hình ảnh như thế này thì Duy dễ đi hơn. Đây là quán rất thoáng rộng. Cái hay là Duy thấy là sạch sẽ quý vị. Gian bếp như thế nào thì quý vị nhìn đã cả thấy rồi. Và đây tất cả cũng là người khách họ đã đến đây họ dùng đây. Cái hướng mà Duy đang đi tới đây đó là cái con đường đi thẳng vào kia là vào bờ hồ Dầu Tiến, mà sáng mai thì Duy có dịp Duy sang bên đó. Còn cái hướng như thế này đó, quanh về đây là đi về thành phố Tây Ninh hoặc là đi về huyện Hòa Thành hay gì ha. Để Duy là người vừa giới thiệu cái địa điểm quán ăn của cô là quán Thủy Tiên, mà Duy cũng là người trải nghiệm dùng món ăn, rồi Duy sẽ chia sẻ cho quý vị sau nha. Nhưng mà Duy tin rằng là rất ngon và sạch. Thứ nhất là người Hoa, người Mã Lai là một trong những người có danh tiếng và rất giỏi về vấn đề ẩm thực, mà họ đứng nấu cho mình, mà nghe nói giá hồi nãy là bình dân quý vị. Anh đây là anh Sáu, là chủ quán, là ông xã của chị Sáu hồi nãy. Em chào anh. Anh Sáu, em biết ngày xưa ở đây là vào thập niên 70 mấy 80 là cái con đường này là đường đất đỏ, phải không anh? Là cái hồi xưa đó, từ bước qua cầu Sa Cát này trở vô đây thì hai bên phố tranh đi chặt. Hồi giờ trước là cái thời kỳ khác đó, bộ đó bà con ta có vô đây ta dọn rồi, vẫn là sao quá là khó khăn quá, cái vẫn là trở về ngoài kia vẫn là bỏ lẫn quan quá, trở lại mọc rừng trở lại. Dạ. Anh cho em hỏi, xã Suối Đá là có phải huyện Dương Minh Châu không? Đây là cái xã Suối Đá của là trong huyện Dương Minh Châu. Huyện Dương Minh Châu mình nó có cái nội hai xã thị trấn. Dạ. Vì hồi xưa đó thì em có ông bác vào thập niên 70 mấy gần 80 đó, thì ổng vào trong đây, ổng được làm chủ nhiệm hợp tác xã của huyện Dương Minh Châu á. Mà hồi đó huyện Dương Minh Châu cũng còn đơn giản lắm, nó không phải như bây giờ. Dạ. Hồi đó cái bệnh viện này là còn nhà lá. Dạ. Dạ. Qua quá trình thay đổi mà bây giờ em về đây em thử thật không biết được đi. Nói chung là nó thay đổi là từ năm 95 trở về đây. Nó thay đổi như cái bộ mặt nông thôn, nó thay đổi mấy chục lần. Dạ. Thì đúng rồi. Hồi xưa đó cái đường này lèo tèo để đi khó đi lắm. Dạ. Nhưng mà là hồi đó là con đường này là nó mở ra hết bao nó nhỏ hẹp lắm. Vì hồi xưa đó có một lần mẹ em dắt em lên đây thăm ông bác đó, thì họ đi bằng chiếc xe mà nó chạy đốt bằng than. Đúng rồi. Dạ. Thời kỳ đó là của xe của người nào em không biết tên. Dạ dạ dạ.
Mà bây giờ hồi nãy nghe chị Sáu nói là bắt tấm lọ, ổng chết rồi mà con ổng cũng đi lưu lạc hết trơn rồi. Dạ, rất... Giờ hai em là ở thành phố hả? Hai em không phải lên đây tìm bắt tấm lọ đâu. Tại vì em cũng biết bắt tấm lọ không còn ở đây đâu. Mà hai em là làm phim. Dạ, mà làm phim của em là phim giới thiệu về đường phố, giới thiệu về thức ăn, giới thiệu về quán ăn, giới thiệu về chùa chiền, giới thiệu du lịch. Cái phim này nó cũng thu hút lắm. Dạ, tình tử hôm nay tụi em sẽ còn một địa điểm cuối cùng là bờ hồ Dầu Tiếng. Em đi nay một tuần lễ rồi, đi thứ hai tuần rồi. Dạ, chưa vô tới bờ hồ. Dạ, bây giờ hồi nãy em trả phòng ở Long Hoa lúc 4 giờ là em 2 vợ chồng cố tình đi thẳng vô đây hên xui. Mà em tin rằng hôm nay mới với cái mức phát triển của Tây Ninh mình thì chỗ nào cũng có phòng trọ. Dạ. Dạ, sau đây nè quý vị. Chặt vô đây cũng có một chút đó. Dạ. Bây giờ quán của chị Sáu đã đem cái món ăn mà Duy mới đặt làm. Đây là gà tre xào lá giang ha. Ừ, nhìn thấy rất bắt mắt mà ngon cái gì ha. Đây vừa túi tiền. Dạ. Như vậy là 50.000. Rất là rẻ mà nhìn ngon lắm. Cái gì thấy không? Bắt mắt mà ngon ghê cho. Mùi thơm sực nứt luôn. Huyện Dương Minh Châu là làm đồ ăn rất là rẻ. Mình cũng đi nhiều nơi. Tây Ninh nói chung là chỗ nào cũng rẻ. Nếu mà để gọi là so sánh thì Tây Ninh nấu đồ ăn ngon. Tây Ninh thì nó rẻ. Rẻ mà là rẻ hơn miền Tây. Em cũng đi miền Tây em biết. Tây Ninh, Cảng Bàng, Gò Dầu. Sau từ hôm qua ông đổ về đây là có món này mà trở về với thành phố và miền Tây là không có món này. Dạ đúng. Dạ. Rồi có hẳn đi Bình Thuận mắc cười đi chơi cái vô quán cơm ăn cái hỏi gì nó nói này kia nó hơi có gà xảo lan nó này không biết làm món đó cái chị nó làm vậy hả. Dạ. Đây cái cách làm đây là rất là chuyên nghiệp, cái mùi là thấy ngon đây. Mà nghe nói là có hai anh đầu bếp là người Mã Lai gốc Hoa thì thôi. Nghe nói người Hoa mà làm đồ ăn thì khỏi bàn nữa. Duy nghe cái mùi là Duy muốn chảy nước miếng luôn. Bây giờ Duy mời mọi người cùng nhắm, cùng dùng bữa Duy nha. Duy cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của Duy. Duy xin phép mọi người được tạm ngưng tại đây. Duy bye mọi người ha. Bye.